Xin chào anh chị nha, bên cửa hàng mới về một chiếc Fortuner siêu đẹp luôn anh chị. Xe được sản xuất là 2019, chạy 43.000 cây chuẩn số km luôn. Đó, xe khách hàng đi xe rất là kỹ luôn anh chị nha. Khách hàng có làm một cái gói bảo dưỡng và thay nhớt loại tốt luôn, 10.000 cây mới thay nhớt một lần anh chị. Đó, màu này là màu nâu cánh gián nha, đây. Rất đẹp luôn nha, nước sơn còn căng bóng luôn nè anh chị. Đó, đèn đốm nữa không, còn trong vắt. Xe quá trời đẹp, nước sơn đẹp lắm. Chị con này có gắn thêm ốp inox cho chị nè. Đó, xe khách hàng đi rất là kỹ luôn. Xe này là 100% gia đình luôn, không kinh doanh một ngày nào anh chị nha. Máy dầu số sàn 2019, đăng ký lần đầu là 2020. Vỏ là còn theo xe hết luôn, gầm bọng là còn đẹp luôn nè. Đây. Đó, anh chị đây không? Gầm bọng là còn đẹp luôn nha. Xe mới lấy về luôn, chưa có vệ sinh, chưa có đánh bóng gì luôn á, mà nước sơn đang cỡ này rồi nè. Đó là bị khách hàng người ta đi xe người ta kỹ đến mức nào rồi anh chị, thấy nè. Đó, vỏ là còn theo xe hết nha. Đây, là gầm bọng là chưa có vệ sinh luôn mà nó đẹp cỡ này nè. Đó, cho vệ sinh là cái nó đẹp long lanh cho chị luôn, bánh xe dự phòng đây nè. Đó, phía sau nè. Chiếc xe này còn đẹp lắm, khách hàng ốp inox dường như là xung quanh xe luôn vậy nè. Ốp inox nè. Ốp inox nè. Ốp inox nè. Ốp inox nè, ốp inox nè, xung quanh xe luôn. Có dán phi cách nhiệt rồi cho anh chị luôn. Đó, có ốp che mưa luôn nè. Đó nè, ghế da sẵn cho anh chị luôn. Xe 100% gia đình luôn, không kinh doanh một ngày nào hết, sản xuất 2019. 43.000 cây chuẩn km, chuẩn là siêu hãng, cam kết luôn cho anh chị luôn. Bao đi test hãng thoải mái anh chị. Cái chiếc xe này còn đẹp lắm, như anh chị nhìn nè, cái vô lăng, cái cần số nè, đây. Đó, vô lăng nó đẹp cái này nè, cần số nè. Đúng chiếc xe luôn, 43.000 cây anh chị, không hao mòn luôn. Đây. 43.000 cây. Đó, xe mới làm gói bảo dưỡng mà loại nhớt tốt. Đây nè, 43.000, 36.000. Là lúc mà thay nhớt là 36.000 mà loại nhớt tốt á, 10.000 cây thay một lần. Thì anh chị đi khoảng tầm 46.000 cây thay nhất nữa. Đây. Đó, nè. Phiếu nhắc bảo dưỡng định kỳ của Toyota nè. Đó, đây, anh chị coi mấy cái chi tiết nhựa nè. Còn đẹp quá trời luôn chị. Đây. Xe này khách hàng đi kỹ lắm. Ghế bên tài cũng vậy nè. Sản xuất 2019 anh chị. Đó, anh chị cần thêm thông tin gì về cái chiếc Fortuner thì các bạn Zalo chị gửi thông tin cho. Này, quá trời đẹp luôn. Này, tắp bì cửa nè, mới tin nè. Quá đẹp anh chị, các chi tiết nè. Mới tin nè. Đó, anh chị mà quan tâm đến coi nha. Xe này là sản xuất là 2019 nhưng mà đăng ký lần đầu là 2020 anh chị. Đó, sản xuất 2019 nhưng mà đăng ký lần đầu là 2020. Đó là khách mua xe năm 2020 nha. Đây. Đó, mấy cái vân nè, còn mới tinh không có chạy xước gì hết á. Có ốp inox cho bể bước nè, có lót simili sàn nè, có bọc ghế da cho xe nè. À, có lắp màn hình DVD luôn. Vỏ là còn theo xe hết luôn anh chị. Đây. Nước sơn liền lạc. Căng bóng luôn, quá đẹp luôn anh chị. Đây nè, bánh xe dự phòng nè. Đó, chưa có sử dụng luôn anh chị thấy không? Cái vết sơn nó còn nè. Đó, bánh xe dự phòng là chưa sử dụng luôn nha. Nè, vẫn còn biển số trắng luôn nè. Cái này che lại anh chị, tại biển này bị định danh của khách phải che lại. Đây, đó chưa có vệ sinh nha. Mà nó đẹp cái này nó đi bụi bặm thôi, cát nè, ha. Cát thôi chứ không có gì hết. Quay xong cái clip vệ sinh toàn cái xe, xì ba lại cái xe là cái cho anh chị liền. Anh chị đã quan tâm đến coi thực tế. Đây nè, ốp cốp nè, mọi thứ là còn rất là ok. Có gắn thêm cái inox cho cái cản sau. Chất xe này còn đẹp lắm. Xe này khách hàng đi kỹ lắm anh chị, rất là kỹ luôn. 2019 chạy 43.000 cây, chuẩn km luôn. Cam kết tua đồng hồ tặng xe. Anh chị cứ đi test hãng thoải mái, đem thợ thầy đến kiểm tra thoải mái anh chị. Lâu lâu về được một chiếc xe chạy đúng chất gia đình. Nè, vỏ là còn theo xe hết luôn. Nước sơn liền lạc. Quá đẹp luôn. Sản xuất là 2019 nha. Mà đăng ký lần đầu là 2020. Là mua năm 2020 đó. Đây. Quá đẹp, quá đẹp. À, 2019. Cái chi tiết nhựa nè. Chị sẽ đi hết một vòng cái xe xung quanh cái xe luôn cho anh chị các bạn coi cho nó rõ ha. Gối từ tay nè, cần kéo thắng tay nè. Đây, cái cần số nè, chuẩn 43.000 cây cho anh chị luôn nè. Không hao mòn luôn. Vô lăng nè. Đó, quay là quay dí sát trên gì coi luôn cho nó rõ luôn nè, quay dí sát trên gì coi luôn, quay một phát thôi anh chị coi cái ưng là lên lấy thôi đó, cứ đi kiểm tra đem thợ thầy mà chuyên nghiệp cho lên kiểm tra thoải mái luôn anh chị, cho kiểm tra đây theo chị mọi thứ nguyên zin, mua bán là cam kết luôn là xe không cứng đụng, không ngập nước, chuẩn là cả số km cho anh chị luôn đó, mua ngay chủ luôn, không có mua qua cò lái gì hết. Đây, máy móc nè anh chị coi nè, máy móc còn nguyên zin, cái nhôm máy còn sáng bóng luôn, đó, đây cung sơn nguyên bản,
Keo chỉ nguyên zin, ốc cabo là chưa có tháo mở gì luôn, còn zin hết cho anh chị luôn. Tất cả còn nguyên zin hết trong cái phần máy nha. À, kể cả ốc đèn chưa tháo luôn này. Thấy không? Tất cả còn nguyên zin hết. Cái bình này khách hàng nói khách hàng mới vừa thay cái bình luôn. Đây. Đó, anh chị mua là đỡ được cái tiền thay bình luôn. Còn cái tem bảo hành của bình luôn. Đây nè, lấy cái tem bảo hành cái bình cho anh chị coi luôn nè. Mới vừa thay cái bình mới cho anh chị luôn. Đây, sách hướng dẫn còn đầy đủ này nha. Đây. Đó, đây nè, phía bảo hành bình còn luôn nè. Mới vừa thay tháng 9 luôn nè anh chị. Tháng 9 luôn nè, thấy chưa? Còn phía bảo hành cho anh chị luôn. Sổ hướng dẫn như nào đầy đủ hết. Đó, đây, sách an toàn này nè. Còn đầy đủ hết cho anh chị luôn. Fortuner máy dầu số sàn 2019 đăng ký lần đầu là 2020. Hiện tại cửa hàng Triều còn đúng một chiếc số sàn máy dầu này luôn đó. Anh chị nào quan tâm đến coi nha, cứ liên hệ trực tiếp ở Triều đến coi xe. Giá còn thương lượng cho anh chị. Thì đúng một chiếc số sàn nha. Còn số tự động thì Triều có nè, chẳng hạn như là Fortuner máy dầu số động 2022. Đó. Nha, thì đó là Triều nói là đúng một chiếc số sàn ngay tại cửa hàng hiện tại luôn nha. Chứ còn đúng một chiếc này thôi, xe đẹp nhất trong showroom luôn. Đó. Còn đây là số tự động 48.000 cây, 990 triệu còn thương lượng. Cái bên đây cũng có một chiếc máy dầu nữa mà Everest. Everest 2020 màu vàng đồng. Xe này dầu cái sơn zin nó xung quanh xe luôn chị. Sơn zin xung quanh xe luôn nha. Này. Đó, xe này chạy có 46.000 cây 2020. Xe này cửa hàng đang bán giá là 910 triệu. Đó, đi lên đây thì có một con Lysander siêu lướt cho anh chị luôn 2021, chạy có 28.000 cây. Đây. Lysander 2021, xe này cửa hàng Triều đang bán giá là 1.070 triệu nha. Đây. Siêu đẹp lên vậy luôn. Đó, thấy không? Anh chị nào quan tâm mẫu Lysander đến coi. Đây. 1.070 triệu sản xuất 2021, chạy 28.000 cây. Sirona thì khách chốt cọc rồi, đợi đó lấy thôi. Thì mới về một chiếc Carnival phiên bản Signature. Xe này sản xuất 2021 nhưng mà logo mới nha. Đây. Đó, anh chị quan tâm Signature Carnival đến coi luôn nha. Xe này là 1.250 triệu. Hiện tại cửa hàng đang có chiếc ba chiếc máy dầu của Kia đều ba phiên bản luôn. Đây là Signature nè, đây là Premium nè, 2022 1.190 triệu. Còn chiếc rẻ nhất là Luxury 1.085 triệu. Nó có ba chiếc máy dầu của Kia. Có quan tâm cái xe nào trong cái clip này cứ liên hệ Triều, cần thêm thông tin gì các bạn qua Zalo chị sẽ gửi thông tin cho. Hiện tại thì cửa hàng còn đúng một chiếc Camry mẫu mới siêu đẹp chạy lướt 19.000 cây, sơn zin 95%. Đó, xe này khách lấy lại cái biển định danh thì mới vừa bấm lại biển số Sài Gòn mới rồi. Anh chị có quan tâm đến coi luôn nha. Hôm nay cửa hàng bán chỉ có 1.320 thôi, còn thương lượng chạy 19.000 cây siêu đẹp, màu trắng ngọc trai, nội thất màu kem. Cần thông tin gì về cái chiếc Camry này các bạn Zalo chị gửi thông tin cho. Còn xe giá rẻ nhất của cửa hàng là Honda Brio 395 triệu, rẻ nhất tại cửa hàng. Đó, 395 triệu còn thương lượng, chạy 42.000 cây. À, còn ở đây thì có một chiếc Civic màu đỏ, sedan hạng C. Xe này cửa hàng đang bán 665 triệu, sản xuất là 2021, bản RS 1.5 tuần vô. Còn một chiếc Innova nữa nè, Innova số sàn 2023, chạy 76.000 cây, cửa hàng đang bán 680, còn thương lượng mạnh luôn. Anh chị có quan tâm cái xe này liên hệ trực tiếp với Triều đến coi xe, có bớt giá tốt cho anh chị nha. Còn muốn rẻ hơn thì qua lấy con 2021 số sàn. Xe này thì mang biển Sài Gòn, xe này chạy 22.000 cây. Cửa hàng Triều đang bán cái xe này giá là 650 triệu, còn thương lượng luôn. Chiếc xe đẹp này bán rồi ha, xe đẹp này bán rồi. Xpander thì cũng bán rồi, Centos thì cũng bán rồi. Nó chỉ còn có dung xung quanh xe. Thì ở đây thì có Camry 2.0G 2021. Xe này cửa hàng đang bán 860. Đây, 2.0G 2021 nha. Anh chị nào quan tâm mẫu Camry giá rẻ thì đến coi cái xe này. 2.0G nha, 2021, chạy 40.000 cây. Cửa hàng đang bán chiếc Camry này 860. Đó, đến coi xe bớt thêm tí lọc lá cho anh chị. Đây nè, bụi nha, để đây nó hơi bụi. Đó, để đây bữa giờ nó bụi quá. Nói chung là cũng phải vừa khi anh chị đánh coi, chị sẽ cho đi rửa xe lại, xe ba lại. Cửa hàng đang có một chiếc SUV cao cấp, gầm cao mà giá cực kỳ tốt luôn. Xe này thời điểm người ta mua là hơn 1.3 tỷ. Thì bây giờ cửa hàng đang bán xe này là sản xuất 2020, bản Alu luôn, đang bán giá cực kỳ tốt, 779 triệu, sản xuất 2020 bản Alu nha. Chạy có 46.000 cây luôn. Đó, đến coi xe có thương lượng thêm cho anh chị nha. Tất cả xe mà Triều quay trong cái clip á đều có thương lượng giá khi mà anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng ha. Cứ cần gì thông tin gì cứ các bạn Zalo Triều gửi thông tin cái xe đó cho anh chị.
nha. Thôi chị cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng chị nha.